Măng tây xanh là loại rau cao cấp mới được nông dân Lào Cai đưa vào trồng khoảng 2 năm trở lại đây. Sản phẩm măng tây xanh được bán chủ yếu cho nhà hàng khách sạn và thị trường cao cấp của Hà Nội. Mới trồng nên diện tích chưa nhiều nên sản phẩm măng thu hoạch chưa đáp ứng được các đơn hàng lớn. Những mầm măng tây xanh này được anh Hùi Văn Vàng ở xã Quang Kim huyện Bát Sát thu hoạch vào mỗi buổi sáng trước khi mặt trở lên. Cách làm này nhằm thu được sản phẩm măng đạt chất lượng cao nhất trên nền đất khi đợt lũ năm 2016 đi qua. Những nông dân như anh Vàng đang có thu nhập cả trăm triệu đồng khi phát triển loại cây trồng mới này. Trồng mang tây một lần nhưng chăm sóc tốt có thể cho thu hoạch đến cả chục năm. Anh Vàng cho rằng quan trọng nhất trong trồng cây mang tây xanh là cần đảm bảo cho cây trồng không sâu bệnh và chế độ dinh dưỡng tốt. Suốt ngày mình phải ở vườn có người nắm bách bất bệnh của nó phun phun phòng và thứ nhất là phun phòng các thứ là đầy đủ và cho nó dinh dưỡng đầy đủ thì mới, 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 được không thì nếu mà không mình không để ý một cái là là nó có thể mất trắng luôn. Măng tây xanh là cây cho thu hoạch chồi măng non để làm thực phẩm. Vì thế rất cần được cung cấp nước đều đặn, đầy đủ hàng ngày ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng. Theo tính toán, nếu trồng một hecta trong điều kiện chăm sóc tốt thì từ năm thứ ba trở đi, mỗi hecta đạt khoảng 15 tấn với giá bán hiện nay trung bình khoảng 60.000 mỗi kg thì 1 hecta trồng mang tây nông dân có thu nhập 900 triệu đồng. Đầu tư vào loại cây này, hợp tác xã Trọng Tín thành phố Lào Cai đang tính đến việc liên kết với các hộ dân để sản xuất trên quy mô lớn. Bước đầu thực hiện được một hộ trồng liên kết, phương pháp liên kết thì nó mới bình, phương án làm việc nó bền vững hơn so với việc mình thuê đất. Khi liên kết vào thì là cũng có rất là nhiều lợi thế như ngay với vấn đề về đầu vào của sản phẩm tức là cái mình mua với số lượng lớn thì nó sẽ rẻ và cung cấp ra cho thị trường cho bà bà con thì nó cũng sẽ bà con sẽ tiết kiệm đi cái khoản đầu vào. Năm 2018, Lào Cai đã tổ chức thành công tuần lễ giới thiệu sản phẩm mang tây tại Hà Nội. Đây là điều kiện để đông đảo người tiêu dùng thủ đô biết rõ nguồn gốc sản phẩm cao cấp này. Dự kiến năm 2019. Lào Cai sẽ trồng thêm diện tích cây mang tây tại một số tiểu vùng khí hậu để đánh giá hiệu quả kinh tế, phân tích chất lượng, tiến tới xây dựng thành chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Lào Cai. Ở khu vực Bắc Hà cũng bắt đầu tiến hành trồng và đặc biệt là Sapa thì khu vực Tà Phìn cũng đang chuẩn bị để mở rộng một cái diện tích ở trong đó khoảng 2 hecta. Khác với mang tây ở các vùng khác nên là khi đưa về Hà Nội người ta nhất trí là sẽ đặt là măng tây baby giá cao hơn so với măng tây thường khoảng 2 đến 30 nghìn một ký. Thành công trong trồng cây măng tây xanh chất lượng cao đã giúp người dân nâng cao thu nhập, đồng thời thay đổi nhận thức trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường.